Hello mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một video đó chính là báo giá và cập nhật hàng khơi mình cho mọi người xem là sao mình đang có những món nào nha. Là bây giờ là hàng về rất là nhiều thì mình đợi hàng về hết rồi. Thì mình sắp xếp lại để mình mới quay video cho mọi người xem. Ok, thì mọi người hãy cùng xem là chăm sóc mình có những món nào nha. Rồi, giờ mình sẽ qua bên này trước đi. Bên này thì mình có những cái mẫu về được cái mẫu Indo ha. Đó, về là được mẫu soda kem nè, soda xanh, pate xanh và pate đỏ. Những em này thì nó rất là mềm và chậm tan và cực kỳ thơm nha mọi người. Đây, bắt ra một mẫu cho mọi người xem ha. Hôm nay thì mình quay mẫu nào thì mình sẽ mở bọc ra để review kỹ cho mọi người ha. Một em cái này thì dao động từ 13 cho tới 15 nghìn một em nha mọi người. Những em chất Indo này không có gì để chê luôn. Rồi mình cầm bit lap pizza nè, và một pate xanh, pate đỏ nữa ha. Rồi ở đây thì mình còn cái bao bì nữa nè. Đó, còn vài mặt bao bì. Mình có up lên Shopee rồi, bạn nào muốn mua chúng ta mua ha. Còn đây là bao bì to nha mọi người. Đó, mình cũng up lên rồi. Bên này là thú ú nè. Thú ú mình có những mẫu là mẫu mèo nè. Đó. Đó, mèo rất là mềm và chậm tan. Rồi gà ha. Gà. Đó. Rồi những em kỳ lân trai và kỳ lân gái. Cái em này rất là mềm luôn á. Đây là thú uống mini ha mọi người. Rồi thỏ nè. Đó. Những mẫu này thì mình đã up hết lên Shopee rồi nha. Cập nhật vào Shopee rồi ý. Đó, cực kỳ chậm tăng luôn. Rồi. Lên đây thì mình có những mẫu ha. Led sandwich Nhật. Này là 12, 13 gì đó. Thái kẹo nè. Đó. Còn rất là nhiều luôn nha. Bạn nào muốn xỉ chúng ta xỉ nha. EB qua Shopee cho mình. Còn đây là cái bánh tròn ngũ sắc. Đó, mình còn mấy cái màu hồng vàng, xanh lá. Rồi bánh sâu. Bánh sâu mình còn hai màu, màu xanh dương và màu xanh lá ha. Last sandwich mini này là 10.000. Rồi đây là rất là nhiều mẫu lộn xộn là rùa. Mình có hai mẫu là rùa màu xanh và rùa DIY ha mọi người. Đây, DIY. Mọi người về mọi người sơn lại. Rất là đẹp. Rồi đây là chân mèo to 11 và chân mèo nhỏ ha. Chân chibi là 12 nè. Mặt hộ này là 10.500. Những cái bánh Nhật. Bánh kẹp 10.000. Trái tim này là 10.500 ha. Đó, rất là nhiều luôn. Cupcake là 11. Mình có rất là nhiều cupcake luôn. 11.000 một em nha. Đó, cupcake. Còn ông ta là quái vật này. Quái vật này là 14 ha. Cù này là 11. Hết rồi đúng không chị? Bánh mì này là 10.000 ha. Rồi, hết rồi ha. Rồi còn bên đây là những mẫu đào nè. Rồi mình sẽ lấy ra là bóc review cho mọi người xem. Đây. Đào rất là to nha. Đang sale còn 53.000 một em khi mua được tận em bao bì to luôn nha. Đó, mọi người nghe tiếng khí của nó chưa? Em này thì nó mềm mà cực kỳ mịn luôn. Như da em đấy. Mình loại 1 nha. Rất kỳ cho em hồi xưa luôn. Mình còn 3 em. Tiếp tục là những cái hộp sữa. Hộp sữa này là những hộp sữa mà còn lại những hộp sữa chất lượng nhất luôn. Vừa xinh mà vừa chậm tan hơn những cái em trước luôn đó mọi người. Em màu hồng này cái màu nó rất là đẹp luôn. Mình còn hai màu là một màu xanh lá và màu hồng ha. Em này cũng cực kỳ mềm và chậm tan nha mọi người. Giá là 45.000 một hộp ha. Em này thì nó hơi bị cắn nhưng mà độ lại là cực kỳ slow luôn nè. Còn hai màu nha mọi người ơi. Rồi. Xương rồng. Xương rồng này hôm bữa mình có review rồi ấy. Nhìn mình bóc mình bọc rồi ha. Đó, xương rồng mình đang xe còn 44.000. Xin cánh cụt. Mình về lại nha. Đó, còn 2 em.
Đây, những em đậu hũ rất là xinh nè mọi người. Đây mình bỏ ra để review cho mọi người. Có rất là nhiều màu, đây là chất đậu hũ chậm tăng nha. Đó, em này cũng cực kỳ chậm tăng luôn. Nhưng mà nhiều em thì nó sẽ có bị nứt ở cái phần biên này nha mọi người. Em nào nứt thì nứt, em nào không nứt thì sẽ không nứt ha. Đa phần là những em màu xanh này là sẽ không nứt. Khi mình mua là mình bóc ngẫu nhiên nha mọi người, không có chọn em nào nứt ha. Mà chúng ta dính cho em nào không lỗi thì không sao. Còn dính cho em nào mà có bị hở biên thì mọi người thông cảm ha. Đó, đa phần những cái màu xanh này là không có lỗi. Nhưng mà mình vẫn để chung luôn. Đó, đậu hũ này là đồng giá 20.000 nha mọi người. Có rất là nhiều màu luôn ha. Màu vàng nữa nè. Đậu hũ rất là chậm tăng. Rồi, qua bên đây là những em mới về. Rồi, đây là những em gấu nơ hồng đi ha. Mèo nơ hồng gì đó. Những em này mình đã up lên hết Shopee nha mọi người nha. Những em này á thì sẽ có cái em mà nó mềm á, nhưng mà nó sẽ có một chút cái điểm là nó bị cấn ở cái phần này nè mọi người. Còn em này là hoàn hảo luôn nha. Những em này không có lỗi nha. Đó. Mọi người thấy không, da nó rất là mềm và cực kỳ mịn luôn nha. Em này sẽ có giá là 38.000 khi mua được tặng kèm bao bì to luôn nha. Những em này là cực kỳ thơm luôn mọi người. Mình ngồi ở xa mà ngửi cái mùi rất là thơm luôn. Mình còn 5 em. Em này thì nó mềm lắm nè, mà nó bị cấn luôn. Ngoài ra thì không có lỗi gì hết ha. Đó, còn 5 em luôn. Còn đây là những em popcorn. Popcorn này mình còn 2 em. Thì em này nó mềm hơn, mà nó bị nứt ở cái phần này nè mọi người. Nó chậm tăng hơn cái em kia ha. Sẽ có giá là 32.000 khi mua được tặng em bao bì luôn nha. Còn em này cái màu nó trắng hơn thôi mọi người, và nó không có lỗi gì đâu, như là nó bị chóp sơn ở trên cái phần bắp này nè, còn lại là không có lỗi ha. Em này có giá là 35.000 cho mua được tặng ngày bao bì luôn nha. Rồi thỏ, thỏ này là 27 bánh vòng ha, mềm và chậm tăng. Mình còn 3 em ha. Những mẫu trên đây chuối ha, nhưng đây là những mẫu trái cây hoa quả đó, chuối rất sốt. Rồi kem có cuống này là 11 ha, rất là mềm. Kem tròn, kem này rất là tròn và nó rất là mềm nha mọi người. Đây là những suất sinh nhật á, quýt là 10.000 nha, quýt nhỏ. Mình còn 4-5 quả gì đó. Cà rốt Nhật nè, cà rốt Nhật là 11 ha. Cà rốt này 11 luôn. Đó. Thấy không? Kỳ chạy tăng luôn, 11.000 là quá rẻ rồi đi. Táo nè. Đó, táo Nhật đấy. Táo này là 11 luôn nha. Đây là những em đào. Đào mình có hai màu là màu vàng và màu trắng. Em màu trắng này thì nó mềm hơn ha. Đó. Đào Nhật thì rất là hiếm khi về nha mọi người. Lâu lâu một đợt mới về. Đó. Kem tròn. Mọi người rất là thích luôn. Lên đây là những mẫu cái tim này là 13 nè. Ngôi sao này là 12. Có rất là nhiều màu luôn. Bánh bao. Khiên này là 13 nha, 13.5. Mình còn tầm 10 cải hay sao. Đó, rất là nhiều màu xanh đỏ luôn. Nó rất là mỏng nhưng mà nó cực kỳ mềm và chậm tăng nha. Vịt này là 13 nha. Rồi. Xuống đây là donut cốm này là 11. Donut này là 10.9. Donut hoa là 11. Đó, donut cốm. Đây là những mẫu donut ha. Đó. Đây là những mẫu sushi mini Nhật mình tổng hợp ở đây luôn. Rồi đầu tiên thì mình có mẫu cái em icon mini show của Daiso chứ nhỉ. Đây, bao bì của Daiso luôn ha. Em này thì rất là mềm và chậm tăng. Em này nó có hai cái loại, là cái loại mà icon
bình thường ấy. Còn loại này là icon chính hãng thì nó mềm và chậm tăng hơn ha. 13.000 một em nha mọi người, được tặng kèm bao bì luôn nè. Kỳ lân nhập về được 3 em, 2 màu, 14.000 một em nha. Em này là nó có một chút cái điểm nên mình bỏ sticker vô ấy, trừ lại. Bánh hoa này là 13 nha. Cắm bút nè, 13 phẩy mấy. Cookie là 13. Voi, em này là em gấu, mình cứ gọi là em voi nè. Em là 13 nha. Rùa trồng này là 14 nè. Kem này là 14 ha. Kem nhật. Bánh cua 12. Đây trong cái thùng này là toàn là sushi nhật thôi nha. Máy game 13. Thỏ nó bị nứt cái này nha. 12. Sumiko mình còn 2 em ha. Đó, Sumiko 14,9. Bánh nhật 12. Hamburger 11. Hamburger nhật. Rồi những cái ổ sandwich mini ẩn này là 16 nha. Đây là mini là chính hãng. Em này rất là bán chạy luôn á. Rất là nhiều bạn săn luôn á. Vịt là 17 nha. Hết chưa nhỉ? À, bánh dứa là 12 này. Mình nhớ được mẫu nào mình nói vào đấy ha. Rồi bên đây là mấy cái bánh tim và bánh càng cua và bánh đề co ha. Mình còn rất là ít luôn. Đây là những mẫu sticker và đế lót ly. Đây, đế lót ly được này rất là xinh nè mọi người. Đây, đây là mini ẩn. Đi là Khmer, ô màu này xinh lắm luôn. Đó. Và bé đào nè. Bé đào tương hương. Quái vật. Đó. Còn mấy cái thì mọi người muốn mua thì tranh thủ mua ha. Còn đây là washi. Rồi cuộn 500 tên cảm ơn nè. Mình có 2 cuộn sticker lẻ. Trên đây là những em icon ha. Đó. Icon và banda 10.000 một em hết nha. Mềm và chậm tăng. Còn đây là những cái sushi lỗi á. Mình để vô combo lỗi mình bán cho mọi người luôn. Đó. Combo lỗi mình vẫn còn và vẫn đang bán bình thường ha. Đó. Rồi qua bên này đi. Rất là nhiều macaron luôn nha mọi người. Hôm bữa macaron mình còn siêu nhiều, còn 30-40 em mà Shopee nó cập nhật là về không á mình, thì mình mới cập nhật lại nha. Bạn nào muốn xịn có xịn luôn ha. Đợt này có màu xanh và màu đỏ ha, xinh lắm. Macaron là 12 nha. Đây thì cũng còn rất là nhiều bang khác 12.000 luôn ha. Xị 9,5 nha mọi người. Xị từ 10 em trở đi. Xị là không có kìa bao bì nữa nha mọi người. Em thích rất là nhiều, bạn nào muốn xị thì xị ha. Rồi cuối cùng ở trên này thì là những cái combo rất là nhiều luôn ha mọi người. Đó. Combo thì mình còn đầy đủ 6 màu luôn. Mỗi màu thì mình còn 3 đến 4 combo nha. Một tí này xíu. Combo đồng giá 39.000 nha mọi người. Đó, rất là nhiều mẫu trong đây. Ví dụ sticker nè, sushi nè, washi rồi bao bì này kia đó. Quá hời luôn ha. Rồi màu xanh nè. Đó, combo nào thì mình cũng còn đầy đủ màu luôn nha. Đồng giá 39.000 một combo nha mọi người. Ok. Vậy mình đã review xong hết tất cả hàng và báo giá rồi đó mọi người. Mọi người muốn mua hàng mọi người kéo xuống phần bình luận và mô tả. Mình có để lên Shopee dưới đấy nha. Mọi người thích video này hãy cho mình một like và đăng ký ủng hộ nha mọi người.